Sáng nay tại Nghệ An, Tòa án quân sự quân khu 4 đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án liên quan đến những sai phạm trong việc thực hiện hai gói thầu rà phá bom mìn DH3.1 và DHNC1 vào cuối năm 2018 do Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. 6 bị cáo là cán bộ nhân viên của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn chi nhánh miền Trung và của xí nghiệp rà phá bom mìn Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa sáng nay, vắng mặt giám định viên theo vụ việc Nguyễn Phước Hoa, người đã đưa ra kết luận giám định thiệt hại trong vụ án số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Do vậy, các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo lại có quan điểm việc hoãn hay không thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử. Anh Nguyễn Phước Hoa là hoàn toàn không đủ tư cách, không đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật để mà giám định tư pháp của cái vụ án này. Trong hồ sơ giám định của cái anh Khóa hoàn toàn sử dụng cái số liệu giả định và các cơ quan tố tụng đã dùng cái đó để mà truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh em chúng tôi. Do đó xuất phát từ cái việc đó, cho nên cái việc có mặt của anh Khóa tại phiên tòa hôm nay là rất là quan trọng. Theo quy định tại điều 294 Bộ luật tố tụng hình sự thì sự có mặt của giám định, trong trường hợp mặt giám định viên vắng mặt thì hội đồng sẽ xử tùy theo đó có thể hoãn hoặc là vẫn tiếp tục xét xử. Như vậy là cái quyền quyết định là ở hội đồng xét xử. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Phước Hoa là người giám định tư pháp theo vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình và cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng trưng cầu. Việc ông Khoa làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình không ảnh hưởng đến tính khách quan của công tác giám định tư pháp cũng như quá trình giám định và đưa ra kết quả giám định. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho các bị cáo có lưu ý, tại một vụ án khác do Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử sơ thẩm, cũng liên quan đến các kết quả giám định của ông Khoa, hội đồng xét xử đã xác định thời điểm ông Khoa thực hiện giám định tư pháp xây dựng đã không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, nên đã ra quyết định trả hồ sơ để trưng cầu người hoặc tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đáp ứng đủ các điều kiện năng lực để thực hiện giám định lại và có kết quả chính xác theo quy định của pháp luật. Vụ án này ở tòa án quân sự lại sử dụng chung giám định viên và chung kết luận giám định với cái vụ án ở Quảng Bình. Nhưng vừa qua vụ án ở Quảng Bình lại tìm ra qua cái tranh tụng tại phiên tòa lại tìm ra ông Nguyễn Phước Hoa này là nó rõ là không đủ tư cách để làm người giám định tư pháp trong cái vụ việc này. Nhưng mà ông ta phải đưa ra một kết luận, thậm chí kết luận giám định của ông lại đưa ra những cái số liệu giả định tham khảo. Sáng nay phiên tòa đã kết thúc thủ tục bắt đầu phiên tòa, chuyển sang phần tranh tụng. Chiều nay hội đồng xét xử tiến hành hỏi để làm rõ các tình tiết trong vụ án.